Hello mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel của Shop Thế Hình. Thì hôm nay Đắc sẽ review một cái con supplement mà bổ sung hệ về chủ yếu về sức khỏe mà hầu hết tất cả mọi người đều cần, không chỉ riêng gì anh em gymmer mà tất cả mọi người đều nên sử dụng thằng này. Thì đó chính là omega 3 kèm với lại D3 và K2. Tại sao nó lại quan trọng như vậy? Thì đầu tiên thằng omega 3 nó là một axit béo không bão hòa mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Thì trong đó nó sẽ gồm có DHA và EPA. Thì hay đây là hai cái chất béo mà rất là tốt cho tim mạch cũng như là bộ cái hệ não bộ của mình. Thì ở thằng omega 3 này á, thì đầu tiên là một serving của nó sẽ có 1g omega 3. Thì trong đây nó sẽ có khoảng 330mg EPA và 220mg DHA. Đó, thì như mọi người thấy một cái hàm lượng khá là cao. Thì omega 3 nó có rất là nhiều vai trò, mọi người có thể search trên mạng cũng sẽ thấy. Thì một số cái vai trò chủ yếu, thì đầu tiên là nó sẽ giúp cho mọi người có thể ngăn ngừa được bệnh xơ vữa động mạch nè, rồi giảm mỡ trong máu, giảm mỡ trong gan, rồi ngăn ngừa ung thư cũng còn. Và ngoài ra thì hàng omega 3 này nó còn giúp cho mình có thể kiểm soát dầu tốt hơn, da mình sẽ đẹp hơn. Và ngoài ra thằng omega 3 này nó cũng có một số chức năng giúp cho mình có thể tổng hợp được những cái hệ thống nội tiết của mình một cách tốt hơn, ví dụ như là sản xuất melatonin nhiều hơn nè, tổng hợp testosterone, tổng hợp estrogen. Nó rất là nhiều cái chức năng mà thằng omega 3 này có. Và thằng omega 3 này nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc là ngăn ngừa cũng như là phát triển được cái hệ não bộ của mình một cách bình thường ha. Thì đó lý do tại sao mọi người cần phải sử dụng, vì thằng này mình không thể tự tổng hợp được mà bắt buộc mình phải nạp từ nguồn tự nhiên. Và thường thì mình ăn thì đa số thì đã sẽ thấy là thiếu omega 3 rất là nhiều, nên thường thì đã sẽ bổ sung omega 3 từ cái nguồn thực phẩm bổ sung. Và ngoài ra thì thằng này nó còn có cả thằng D3 và thằng K2 trong đây nữa. Thì D3 là gì? Thì D3 là một dạng vitamin mà cơ thể cũng không tự tổng hợp được luôn, mà đa số là mình phải lấy từ bên ngoài. Thì thường trong thức ăn thì sẽ không có nhiều vitamin D, đó là mình sẽ lấy từ cái nguồn là ánh nắng nó chiếu vô da mình và cơ thể mình tổng hợp nên vitamin D3 này. Nhưng mà thường như mọi người thấy thì mình đi ra ngoài trời thì mình sẽ rất là sợ nắng, sau đó thì mình sẽ mặc áo khoác mình che rồi rất là nhiều thứ, nên là mình sẽ không thể tổng hợp đủ được cái lượng D3 này mà mình phải nạp bổ sung từ bên ngoài. Ngoài cái việc là giúp cho mọi người xương mọi người được chắc khỏe hơn nè, vận chuyển canxi tốt hơn, thì nó còn một cái chức năng rất là quan trọng, đó chính là nó đóng một cái vai trò, đó chính là precursor cho những cái hormone cơ thể của mình, như cái nguyên liệu vậy đó. Nó sẽ giúp, nó là một cái nguyên liệu giúp cho cơ thể mình có thể tổng hợp được những cái hormone khác, giúp cho cơ thể mình có thể hoạt động và phát triển một cách bình thường. Và đặc biệt hơn là thằng này nó có cả luôn thằng vitamin K. Thì vitamin K này cũng là một dạng vitamin mà cơ thể mình cũng phải lấy từ thực phẩm tự nhiên. Thì trong thường á, mọi người thấy thằng vitamin K nó sẽ có hai dạng là MK7 và MK4. Thì ở sự khác nhau giữa hai cái gốc này á, đó chính là MK4 á, là một cái nguồn tổng hợp, còn MK7 thì có nguồn gốc từ tự nhiên. Thì cái thời gian bán rã của thằng MK4 này chỉ khoảng từ 3 tới 4 tiếng thôi, còn thằng MK7 á, thì tới 72 tiếng lận. Thì điều đó có nghĩa là nếu như các bạn sử dụng thằng vitamin K mà MK4 á, thì mọi người một ngày mọi người phải xài tới 3 tới 4 lần để có thể cái hiệu quả nó chảy dài xuyên suốt một ngày. Nhưng mà với thằng MK7 này á, là cái thời gian bán rã nó tới 3 ngày lận, nên là một mỗi ngày mình chỉ cần sử dụng một viên là đủ rồi. Thì Đắc rất là thích là tại vì cái thằng vitamin K trong cái thằng omega D3K2 này thì nó là cái gốc MK7. Thì đó là cái gốc mà tối ưu nhất để mọi người sử dụng nếu mọi người sử dụng vitamin K ha. Thì như mọi người thấy cái sự tiện dụng của nó khi mà mình vừa bổ sung omega 3, vừa có D3, vừa có cả hai K2 và thậm chí có một ít vitamin E trong đây nữa. Đó, thì nó là cái sự tổng hợp rất là hoàn hảo để dành cho cái gọi là cái hệ sức khỏe của mình. Những cái người muốn ăn tập khỏe thì mọi người chắc chắn phải sử dụng, không chỉ riêng gì những cái người mà muốn to bự hay là muốn đẹp gì hết, đơn giản chỉ vì sức khỏe là mọi người có thể sử dụng thằng này rồi. Đó, thì hàm lượng thì mình có thể sử dụng một ngày một viên là đủ, dành cho những cái bạn nào mà không có vận động nặng, hoặc là dành cho những cái bạn nào quá nhẹ cân, giống như là những cái bạn nữ ví dụ 50-60kg thì mình nên sử dụng một ngày một viên. Còn nếu như bạn nào mà vận động nặng hay là vận động viên á, thì mình nên sử dụng ngày 2-3 viên, nó tùy theo cái cân nặng và cũng như là cái cường độ vận động của mình. Thì mọi người có thể sử dụng cách hợp lý.
Thì ngoài ra thì mọi người cũng có thể sử dụng nó trước khi đi ngủ, dành cho những bạn nào mà bị mất ngủ á, thì nó cũng sẽ giúp cho mình tổng hợp thêm một tí melatonin, giúp cho mình dễ ngủ hơn ha. Thì đó là những gì mà thằng Omega 3 DBK2 này mang lại. Thì nếu như anh em còn thắc mắc về sản phẩm nào thì anh em cứ comment phía bên dưới, thì Đắc sẽ review lại cho anh em sản phẩm đó nha. Ok, nếu như mọi người thấy hay á, thì mọi người nhớ like và subscribe kênh, để khi mà kênh có những video mới nhất á, mọi người có thể xem được liền. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha.